Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 22 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ và phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Phát triển không gian xanh trong khu công nghiệp. Chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải trứng Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội thực hiện quy trình quyết định công tác nhân sự cấp cao với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành bằng 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đúng 9 giờ sáng, tân Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, đứng trước cờ Tổ quốc, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngay sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giao trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu mình đảm nhận trọng trách cao cả này. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước. Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhận trọng trách cao cả này. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Tôi xin mãi mãi khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trở biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, của các bậc tiền bối, của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vì chủ nghĩa xã hội, vì quốc tế cao cả, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng,
100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, hạnh phúc ấm no của nhân dân là trước hết. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới, kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả tiên tiến, phát triển nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn nội lực, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xử lý hiệu quả từ sớm từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Tôi xin hứa đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nối kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hóa, hào khí và trí tuệ Việt Nam, tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Với sự thống nhất giữa ý chí, lòng dân, hòa quyện, cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Tôi kính mong nhận được sự chỉ đạo, ủng hộ phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ ngành, các địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để tôi hoàn thành trọng trách được giao. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã tin cậy, giao cho tôi trọng trách lớn. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Chủ tịch nước Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn, giáo sư, tiến sĩ luật học. Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 20 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, quyết định một số nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp dự kiến thông qua 33 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Trong số các nội dung nghị quyết chuyên đề dự kiến sẽ xem xét, quyết nghị về nội dung quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở thôn, tổ dân phố và ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Kỳ họp cũng tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với dự kiến từ 4 đến 6 sở ngành tham gia. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 8 đến ngày 23 tháng 6. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung kế hoạch tích cực chuẩn bị các báo cáo tờ trình có chất lượng tốt và đảm bảo tiến độ. Do năm 2024 là năm chuẩn bị bước sang Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nên báo cáo kinh tế xã hội cần đánh giá sâu sắc hơn các kết quả đã đạt được và đặt trong bối cảnh tình hình chung của thế giới và trong nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể xem xét bổ sung một số nội dung tờ trình, nghị quyết chuyên đề mang tính cơ chế, chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuẩn bị các nội dung chất vấn, thành phần trả lời chất vấn theo tinh thần không giới hạn mà căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu và có thể tăng thời lượng chất vấn cho thỏa đáng. Tài liệu kỳ họp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và sớm đưa lên nền tảng số để đại biểu có thời gian nghiên cứu, đồng thời giảm tối đa sử dụng tài liệu giấy. Tổ chức tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, dân chủ, hiệu quả và tổng hợp đầy đủ ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri để báo cáo lại kỳ họp. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự và các điều kiện khác để kỳ họp thành công tốt đẹp. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Điện cơ Điện tử Đài Loan Trung Quốc sang tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Hưng Yên. Trước đó, vào đầu giờ buổi sáng, đoàn gồm 28 doanh nghiệp chuyên về sản xuất điện tử đã đến khảo sát thực địa tại khu công nghiệp số 5 nằm trên đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Khu công nghiệp số 5 có diện tích gần 200 ha, đến nay đã thu hút được 12 dự án vào đầu tư, trong đó có 10 dự án của các doanh nghiệp Đài Loan với số vốn đăng ký khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Đây là lợi thế để trong thời gian tới có nhiều doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn của Đài Loan vào đầu tư. Lần trước, tôi đã dẫn đoàn sang khảo sát môi trường đầu tư các khu công nghiệp tại Việt Nam. Sau đó, công ty tôi chọn đầu tư tại khu công nghiệp số 5 ở tỉnh Hưng Yên, bởi vì Hưng Yên nằm ở vị trí trung tâm của miền Bắc Việt Nam, giao thông thuận lợi, có rất nhiều trường cao đẳng đại học và dạy nghề, nguồn nhân lực và nhân tài đều rất phong phú. Lãnh đạo tỉnh rất nhiệt tình với các nhà đầu tư. Tôi hy vọng sau này, lãnh đạo tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư trong vấn đề thủ tục nhân lực, cấp điện, nước để các doanh nghiệp Đài Loan mở rộng đầu tư tại Hưng Yên.
Chúng tôi sẽ xây dựng khu công nghệ cao Đài Loan tại khu công nghiệp số 5 để chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng Đài Loan hình thành tại Hưng Yên. Tiếp đoàn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chào mừng đoàn doanh nghiệp điện tử Đài Loan Trung Quốc về Hưng Yên tìm hiểu để triển khai dự án đầu tư, đồng thời giới thiệu những nét khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, giáo dục đào tạo, năng lượng của Hưng Yên với các doanh nghiệp. Hiện tỉnh có 17 khu công nghiệp nằm ở vị trí thuận tiện đi lại đến các tỉnh, thành phố, thủ đô Hà Nội. Gần sân bay, cảng biển, thủ tục đầu tư nhanh gọn, có thể cấp giấy chứng nhận đầu tư trong một ngày. Đây đang là những lợi thế của Hưng Yên được các doanh nghiệp và đầu tư đánh giá cao. Như hiện nay công nghiệp số 5 của chúng tôi là tất cả chỗ này là các hạ tầng đang xây và đang hoàn thiện rất là nhanh. Thì có điều kiện mà có thể đáp ứng ngay khi mà các doanh nghiệp về đây để đầu tư ở tại khu công nghiệp số 5 này. Chủ trương của tỉnh thì cũng muốn dành riêng cái khu công nghiệp số 5 này cho các doanh nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Để đáp ứng được các cái nhu cầu sản xuất và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp ở đây thì chúng tôi đã có hệ thống điện áp nơi đây là đảm bảo đủ cung cấp điện 24/24. Cứ xác định là luôn chúng tôi đồng hành, song hành, không có trở ngại gì cả. Khó khăn thì ủng hộ và giúp đỡ. Đấy, vướng mắc thì giải quyết. Hoan nghênh các doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc đã đầu tư vào khu công nghiệp số 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương liên quan chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, từ hạ tầng, nguồn nhân lực, điện áp, nhà ở, để doanh nghiệp vào đầu tư thuận lợi nhất. Chủ trương của tỉnh ưu tiên các doanh nghiệp điện tử bán dẫn vào đầu tư trong khu công nghiệp số 5. Đối với các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp đã đầu tư và đang có ý định đầu tư về đào tạo, tuyển dụng lao động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và đơn vị địa phương liên quan triển khai phối hợp, mở văn phòng giới thiệu việc làm ngay tại các khu công nghiệp để đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp. Ngay tuần sau thì Sở Lao động sẽ bố trí một cái phòng rất nhỏ thôi, vì khu công nghiệp tỉnh có nhiều khu, mà phòng rất nhỏ đây luôn luôn có một người trực ở đấy. Muốn chia sẻ đây, muốn đào tạo nhân lực hay cung cấp nhân lực, thì cái người đó sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với lại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên này để ta cung cấp cái nguồn nhân lực đó, hay là muốn đào tạo thì cũng nên để đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện Đài Loan Trung Quốc có 30 dự án đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, có thế mạnh về sản xuất công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới với các ngành có nhiều ưu thế như máy tính, thiết bị y tế, phần mềm, năng lượng, linh kiện điện tử, vật liệu mới. Hưng Yên sẽ là điểm đến hài lòng với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Ngày 21 tháng 5, Tổ giám sát số 1 và số 2, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Yên Mỹ và Khoái Châu giai đoạn 2021-2024. Từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ đã thu gom xử lý hơn 110.000 tấn rác thải. 5 trên 5 khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường. Sử dụng có hiệu quả 130 bể thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực phẩm. Tổ chức lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh, phun chế phẩm để xử lý bãi chôn lấp, điểm tập kết rác thải. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến đề nghị huyện Yên Mỹ cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật bảo vệ môi trường của nhân dân, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường, tập trung hơn vấn đề quản lý xả thải, bao gồm nước thải, rác thải của các doanh nghiệp, nâng cao ý thức người dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi ô nhiễm môi trường, tăng cường hơn công tác thanh tra kiểm tra, giám sát về môi trường. Hiện nay, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Khoái Châu là gần 60 tấn trên ngày. Để xử lý rác thải, ngoài việc ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn, huyện có 61 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt. Về công tác thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hiện 98% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom xử lý. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn tồn tại tình trạng chất thải nước thải chăn nuôi xả trực tiếp ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương đề nghị huyện Khoái Châu tích cực phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, tăng cường giám sát và kiểm soát phòng ngừa ô nhiễm môi trường phát sinh trên địa bàn, chủ động và tăng cường phối hợp trong thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với người dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh.
Sáng nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tỉnh chủ trì hội nghị. Tỉnh Hưng Yên có gần 16.400 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Toàn tỉnh dự kiến tổ chức 33 điểm thi với 709 phòng thi, 92 phòng chờ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, các nhà trường, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, nhất là các vấn đề về y tế, giao thông, giúp đỡ thí sinh có khó khăn. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện kế hoạch tổ chức thi, phân công nhiệm vụ cụ thể, thời điểm thực hiện rõ ràng, chỉ đạo các nhà trường tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh. Các thành viên ban chỉ đạo phát huy kinh nghiệm từ những kỳ thi trước, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên hiện đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng chỉ số xanh PCI toàn quốc. Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường đang được chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện. Ghi nhận tại khu công nghiệp Phú Nội A, nơi đang thu hút nhiều người đến tham quan chụp ảnh khi có những hàng hoa phượng, hoa bằng lăng nở rộ rất đẹp mắt. Là công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Phú Nội A, tranh thủ thời gian được nghỉ, chị Dương tự đi chụp ảnh tại hàng hoa bằng lăng đang nở rộ trong khu công nghiệp. Chị cho biết quê hương Cẩm Thủy Thanh Hóa của mình chưa có được cảnh quan đẹp như vậy. Bây giờ hoa nở nhiều ấy, các bạn đi làm về toàn ra đây chụp ảnh quay phim ấy. Ở đây cũng nhiều cảnh đẹp, cảm giác muốn như là một ngày mệt mỏi ấy, xong về có cái hàng cây đi qua làm về này mình có động lực để đi làm hơn ấy. Nhà gần khu công nghiệp Phú Nội A, năm nào chị Giang cũng đến đây chụp ảnh nhiều lần. Mùa nào hoa nấy, hoa phượng, hoa sữa, hoa ban, hoa bằng lăng và cả mùa cỏ lau đem lại cho chị nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Tôi không nghĩ là ai ở một khu công nghiệp mà lại có một dãy hoa bằng lăng đẹp như này, như một dãy phố hoặc như một công viên ạ. Tôi muốn ra đây để chụp ảnh, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Hoạt động từ năm 2006 đến nay, khu công nghiệp Phú Nội A phát triển được gần 100 hectare cây xanh, mặt nước trong tổng diện tích gần 700 hectare, đạt tỷ lệ 15%. Ngoài các vườn ươm hàng vạn cây xanh, 35 km đường giao thông trong khu công nghiệp đã được xanh hóa bằng trên 42.000 cây các loại, chủ yếu là sau đen, cọ, bằng lăng, phượng, hoa ban, hoa sữa, chuỗi ngọc, nguyệt quế. Để mà làm đẹp thì là khu công nghiệp Phú Nội A sẽ triển khai trồng sen các cái cây có hoa cho các cái tuyến đường để đảm bảo là các cái tuyến đường vừa xanh, sạch và có cả hoa là rất là đẹp. Ví dụ như cây hoa dâm bụt, cây hoa giấy và một số cây muồng lá lạc. Phát triển không gian xanh trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất luôn được tỉnh Hưng Yên khuyến khích để góp phần tạo nên hình ảnh các khu công nghiệp xanh và điều hòa môi trường không khí tại khu vực có sự phát thải CO2 cao. Các không gian xanh rực rỡ sắc hoa sẽ làm dịu đi những mảng màu xám của nhà xưởng sản xuất trong các khu công nghiệp, góp phần tạo nên môi trường làm việc tốt hơn cho mỗi công nhân. Chỉ khoảng 2 tuần nữa là thời điểm thu hoạch vải trứng. Những ngày này, người nông dân tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để cho quả vải có mã đẹp, ngọt nước để giao cho các thương lái. Năm nay, anh Lê Anh Hà ở thôn Phú Mãn có khoảng 2 hectare diện tích trồng vải trứng, ước thu hoạch trên 2 tấn. Đến nay đã được các thương lái đặt mua với 80% sản lượng. Dự kiến vải nhà anh là một trong những hộ được xã Phan Xào Nam mang đi hỗ trợ tiêu thụ vải ở Eco Park vào đầu tháng 6 tới. Mong muốn là giá cả thì nó được bình ổn. Khi mà chúng ta bán ra thì không quá 100 cho đến 120 nghìn trên 1 kg. Khác biệt so với năm ngoái là năm nay là có rất nhiều những cái đơn vị, những cái công ty lớn mà người ta muốn đưa những cái quả vải trứng này ra thị trường rộng hơn. Đó, trước kia thì quả vải trứng gần như là gói gọn ở trong cái phạm vi đó là hàng quả biếu, nhưng hiện tại thì là một số những cái công ty về thực phẩm sạch là người ta cũng đã liên hệ tiêu thụ cái sản phẩm quả vải trứng này với chúng tôi. Hiện nay toàn xã đã chuyển đổi 280 hectare diện tích trồng vải trứng, trong đó có khoảng 250 hectare cho thu hoạch với gần 1.000 hộ trồng vải. Trong đó có khoảng 80 hectare diện tích trồng vải được chứng nhận Việt Gáp. Vải trứng được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Xã cũng hình thành lên 8 vùng trồng chuyên canh vải trứng, đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
Đây là nông sản có giá trị cao của tỉnh Hưng Yên với giá bán trung bình tại vườn khoảng 120.000 đồng một kg, khi đến các thị trường khác có thể lên tới 200.000 đồng một kg. Trong thời gian qua thì đúng ra tôi cũng học rất nhiều, nhưng mà tôi cơ bản là chăm bằng các nguồn phân hữu cơ là chính. Thì xã đã đầu tư cho bà con là toàn bộ cơ bản những cái vùng chuyển đổi như này đã có được bê tông hóa. Thế và cho đến nay là những cái đường nội đồng cũng đang tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là cái đầu vụ vải 2024 này thì xã cũng đã có cái mở hai hội nghị tọa đàm, một là đối với các đầu mối thu mua và hai là hội nghị tọa đàm đối với toàn bộ tất cả các nhà vườn có quả vải đã được thu để thống nhất cái việc quản lý chất lượng, cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ đầu vụ, xã khuyến cáo bà con thu hoạch đúng thời vụ để đảm bảo chất lượng quả vải, đặc biệt giữ đúng giá cả cam kết. Dự kiến vải trứng năm 2024, toàn xã thu được khoảng 180 tấn quả. Một cân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.